thuật thành công khối u nặng 2,6 kg trong khoang màng phổi của bệnh nhân. Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua, bệnh nhân nữ 39 tuổi ở tỉnh Bình Phước đã được phẫu thuật lấy khối u lớn 2,6 kg trong khoang màng phổi. Trước đó, bệnh nhân bị các cơn đau tức thở, tức ngực mà không phát hiện bệnh. Chỉ định siêu âm thấy có bất thường trong lồng ngực, tiếp tục chụp CT, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện khối u đại chiếm hết khoang lồng ngực bên trái, đè xẹp hoàn toàn phổi trái, đẩy tim qua bên phải của bệnh nhân. Hằng ngày thì cũng thấy là bình thường, lâu lâu hơi sốt, cái mệt, sốt sơ sơ thôi. Rồi cái ấy cứ không cảm sốt, rồi lâu lâu cái rồi bữa đó đau, thấy người mệt quá, chồng mới nói đưa đi khám. Thì hai chồng đi xuống khám thì với bệnh viện người ta cứ báo là có khối u trong phổi. Sau phẫu thuật lấy khối u, hiện sức khỏe bệnh nhân đã có tiến triển khá tốt. Theo bác sĩ điều trị, cảm giác đau của người bệnh là do khối u đè ép cơ quành, đè xuống các tạng trong bụng, làm người bệnh lầm tưởng với triệu chứng đau của đường tiêu hóa. Qua vụ việc trên, các bác sĩ cũng cảnh báo, khi có triệu chứng hay là biểu hiện ho kéo dài, tức ngực, khó thở, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh phát hiện bệnh muộn sẽ gặp khó khăn trong việc điều trị và ảnh hưởng tới sức khỏe.